Các mô hình tinh thần vĩ đại Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Thông tin chi tiết về các mô hình tinh thần vĩ đại của Saint Paris Phần 2 Tổng quan Các mô hình tinh thần vĩ đại von Hai 2019 khám phá các khái niệm vật lý, hóa học và sinh học quan trọng và liên hệ chúng với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thoạt nhìn, một số khái niệm có vẻ như không thể liên kết với cuộc sống con người của chúng ta nhưng tác giả có sách bán chạy nhất và người sáng lập Blockchain Paris trên phố Phát Nam. Với sự giúp đỡ của một blogger rang nông biêu biến, một blogger trên phố Phát Nam đã tạo ra mối liên hệ. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các lực hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cách bạn có thể sử dụng chúng vì lợi ích của mình. Phần 3. Thông tin chi tiết từ chương 1 Một thuyết tương đối là tất cả về quan điểm. Mỗi tình huống có thể được xem xét từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các quan điểm có thể không có giá trị như nhau. Điều quan trọng cần ghi nhớ là không phải lúc nào chúng ta cũng có được bức tranh toàn cảnh. Một ví dụ về điều này có thể là lời khai của nhân chứng về một tội ác. Hai thuyết tương đối, trong thế giới vật chất tồn tại bởi vì mọi thứ đang chuyển động trong mối quan hệ với nhau, khi mọi thứ không theo ý muốn, điều quan trọng cần nhớ là luôn có một góc nhìn khác mà chúng ta có thể xem xét. Phần 4 thông tin chi tiết từ chương 2. Một theo định luật thứ ba của Newton, mọi hành động đều có phản ứng ngược chiều như nhau. Cho đi cũng có giá trị như nhận, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được cùng một lượng năng lượng tích cực khi bạn cho đi. Hai tính có đi có lại không chỉ trong thế giới vật chất, nó cũng áp dụng trong thế giới xã hội. Sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta được cải thiện khi chúng ta cho hoặc nhận. Mặc dù một số người có thể chọn không cho bất cứ thứ gì ngay từ đầu nếu họ cảm thấy có nguy cơ không nhận lại được gì. Phần 5. Thông tin chi tiết từ chương 3. Một định luật nhiệt động lực học đầu tiên nói rằng năng lượng không thể được tạo ra mà chỉ được truyền đi. Điều thứ hai nói rằng entropy của bất kỳ hệ cô lập nào luôn tăng. Định luật thứ ba nói rằng entropy của một hệ thống tiến tới một giá trị không đổi khi nhiệt độ tiến tới không. Hai trạng thái cân bằng là điều mà các hệ thống có xu hướng hướng tới. Cân bằng là khi hai hệ thống có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau và cuối cùng trở thành cùng một nhiệt độ. Bạn có thể cố gắng ngăn chặn nó, nhưng không thể tránh được trạng thái cân bằng, cho dù có bao nhiêu rào cản được dựng lên trước mặt nó. Phần 6. Thông tin chi tiết từ chương 4. Một quán tính là định luật đầu tiên của Newton về chuyển động, phát biểu rằng một vật đứng yên thì vẫn đứng yên trong khi một vật đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động với cùng tốc độ và cùng hướng trừ khi bị gián đoạn. Quán tính là lý do chúng ta tiếp tục những thói quen xấu và tại sao khó thay đổi hệ thống. Hai quán tính là lý do tại sao bắt đầu là phần khó nhất của bất kỳ nhiệm vụ nào. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu và động lực sẽ đưa bạn về phía trước. Đó là trường hợp trong chiến tranh. Nếu những người lính có thể nghỉ ngơi tốt, họ sẽ tạo đà tốt hơn. Phần 7 Thông tin chi tiết từ chương 5. Một lực ma sát là lực chống lại chuyển động của các vật thể tiếp xúc với nhau. Độ nhớt là thước đo mức độ khó di chuyển trong chất lỏng. Điều dễ dàng trong một môi trường có thể khó hơn nhiều trong một môi trường khác. Hai độ nhớt không dành riêng cho môi trường chất lỏng. Độ nhớt tồn tại trong quá trình lưu thông thông tin. Ví dụ, ở Chernobyl, do độ nhớt của môi trường, thông tin không lưu thông đủ nhanh dẫn đến nhiều cái chết. Luôn có điều gì đó cố gắng làm chúng ta chậm lại, tránh kháng cự dễ dàng hơn là ép buộc nó. Phần số 8. Thông tin chi tiết từ chương 6. Một vận tốc liên quan đến hướng, trái ngược với tốc độ chỉ là chuyển động, ngay cả khi tại chỗ. Vận tốc là đi đâu đó với tốc độ đó. Do đó, điều quan trọng hơn là tập trung vào nơi bạn sẽ đến hơn là tốc độ bạn đang đi. Phần 9. Thông tin chi tiết từ chương 7. Một đòn bẩy là khái niệm nhận được kết quả lớn hơn lượng lực bạn đặt vào. Hai có ba loại đòn bẩy vật lý. Lực điểm tự trọng lượng, chẳng hạn như khi dùng xà ben để mở cửa. Điểm tự trọng lượng lực chẳng hạn như xe cút kít và điểm tự lực trọng lượng chẳng hạn như vung gậy bóng chày. Ba Archimedes tuyên bố rằng nếu được cung cấp một đòn bẩy đủ dài và khoảng cách đủ xa, anh ta có thể nâng cả hành tinh lên chỉ làm việc chăm chỉ cho một cái gì đó có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất, điều tốt hơn là xác định đòn bẩy nào là cần thiết và sử dụng nỗ lực của bạn vào đúng lĩnh vực. Phần 10. Thông tin chi tiết từ chương 8. Một cần có năng lượng kích hoạt để bắt đầu và hoàn thành bất kỳ phản ứng nào trong một hệ thống hóa học. Khi nhiệt được áp dụng, các phân tử sẽ va chạm và trở nên không ổn định, điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra một hợp chất mới hoặc sự biến đổi của các thành phần ban đầu. Hai mọi phản ứng đều cần mức năng lượng kích hoạt tối thiểu. Ví dụ, một tờ báo sẽ không đủ để bắt lửa và duy trì ngọn lửa trong lò sưởi. Tìm ra đúng lượng năng lượng kích hoạt cần thiết là điều cần thiết để tạo ra những thay đổi lâu dài. Phần 11. Thông tin chi tiết từ chương 9. Một chất xúc tác là tác nhân đẩy nhanh sự thay đổi. Họ có thể không có khả năng làm cho một phản ứng xảy ra, nhưng họ có thể đẩy nhanh đáng kể kết quả của nó. Ngoài ra, các chất xúc tác không bị cạn kiệt sau phản ứng. Con người và công nghệ thường đóng vai trò là chất xúc tác, giúp tăng tốc độ thay đổi của xã hội. Phần 12. Thông tin chi tiết từ chương 10. Một hợp kim là hỗn hợp, ở dạng dung dịch hoặc hợp chất, của hai hoặc nhiều kim loại hoặc kim loại và phi kim, chẳng hạn như đồng tốt hơn so với thành phần 90% đồng và 10% thiết của nó. Hợp kim được nhìn thấy trong lĩnh vực y tế với sự kết hợp của một số loại thuốc để có tác dụng lớn hơn, hai kiến thức là hợp kim tốt nhất, khi chúng ta học hỏi từ những người khác và tổng lượng kiến thức chúng ta thu được lớn hơn những gì được cung cấp cho chúng ta. Theo Aristotle, có năm thành phần của kiến thức: khoa học, nghệ thuật thủ công, kiến thức thực tế, hiểu biết trực quan và trí tuệ. Phần 13, thông tin chi tiết từ chương 11, 12 một sự tiến hóa giải thích mối quan hệ giữa thành công và thất bại chọn lọc tự nhiên là sự khác biệt giữa việc thích nghi với những thay đổi trong môi trường của chúng ta hoặc bị diệt vong trong quá trình này một số loài không thể thích nghi với những thay đổi này cuối cùng sẽ bị tuyệt chủng hai thích nghi với một môi trường cụ thể đòi hỏi phải hiểu môi trường đó và điều gì đang thay đổi môi trường đó đó là trường hợp với thị trường cạnh tranh khách hàng thay đổi và nhu cầu của họ cũng vậy vì vậy bạn phải luôn đón đầu sự thay đổi. Bà hiệu ứng nữ hoàng đỏ được đặt tên theo những gì nữ hoàng đỏ nói trong cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên. Bạn phải cố gắng hết sức để giữ nguyên vị trí đề cập đến việc chúng ta luôn tích cực thích ứng với những thay đổi xung quanh mình và nếu không, chúng ta sẽ chết. Phần 14. Thông tin chi tiết từ chương 13. Một hệ sinh thái là một cộng đồng trong đó các loài tương tác với nhau và với môi trường của chúng, chứa rất nhiều yếu tố phụ thuộc. Nếu bạn muốn cứu một loài động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng, việc nuôi nhốt nó trong lòng sẽ không hiệu quả bằng việc cứu hệ sinh thái của nó. Hai các hệ sinh thái không chỉ có trong tự nhiên. Hệ sinh thái giao dịch có thể dạy cho chúng ta ba bài học. Nếu bạn cố gắng đóng một phần của hệ thống, nó sẽ tự tổ chức lại theo cách khác. Khi các yếu tố bên ngoài tham gia, người ta phải thích nghi và các hệ sinh thái sẽ có khả năng phục hồi. Ba mọi thứ đều được kết nối và các hành động nhỏ có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. Phần 15, Inside From Chapter 14. Một trong thế giới sinh vật, một số loài có thể thích nghi rất linh hoạt trong những vùng lãnh thổ rộng lớn. Những loài này, bao gồm cả con người, được gọi là những người nói chung. Các loài khác được gọi là chuyên gia, bởi vì chúng không linh hoạt. Một hốc sinh thái đề cập đến vai trò của một loài trong một hệ sinh thái hai thương mại của con người cũng là một hệ sinh thái được tạo thành từ các ngóc ngách. Một số công ty chuyên về một thị trường ngách nhỏ hơn trong khi các công ty nói chung chiếm một thị trường lớn hơn. Phần 16. Thông tin chi tiết từ chương 15. Một tự bảo tồn là bản năng mà tất cả các sinh vật sở hữu để tự bảo vệ mình khỏi bị tổn hại. Rất nhiều loài động vật sẽ làm những việc vị tha để giúp đỡ cộng đồng hoặc loài của chúng. Tự bảo toàn giải thích rất nhiều điều phi lý mà chúng ta có thể làm theo bản năng phần 17. Thông tin chi tiết từ chương 16. Một sao chép trong sinh học là quá trình DNA tạo ra một bản sao của chính nó trong quá trình phân chia tế bào. Quá trình này được gọi là nguyên phân khi một tế bào tạo ra một bản sao giống hệt của chính nó, trong khi giảm phân là sự tái tạo của tế bào cho phép các khả năng mới. Hai sinh sản là thứ cho phép một số loài nhất định đa dạng hóa các đặc điểm của chúng và tăng cơ hội sống sót. Vì vậy, Chúng ta không cần phải phát minh lại bánh xe khi muốn đạt được điều gì đó với đại. Thông thường, tốt nhất là bắt đầu với thứ gì đó đã tồn tại. Phần 18. Thông tin chi tiết từ chương 17. Một hợp tác là một quá trình tương tự như hợp kim hóa. Đó là toàn bộ lý do nhân loại có thể phát triển và xây dựng các nền văn minh. Ti thể là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác trong sinh học. Sự tồn tại của nó bắt nguồn từ ngày một ti thể và một tế bào khác quyết định hợp tác. Hai hợp tác dạy chúng ta tìm kiếm những cá nhân khác để thúc đẩy kết quả mà chúng ta mong muốn. Chính nhờ sự hợp tác mà nhân loại đã đạt được những phát hiện vĩ đại nhất. Phần 19. Thông tin chi tiết từ chương 18. Hệ thống phân cấp một có thể được tìm thấy trên khắp vương quốc động vật. Đó là một dạng cấu trúc xếp hạng những thành viên mạnh nhất ở gần đầu và những thành viên yếu hơn chấp nhận nó và không thách thức nó. Các triết gia Plato và Plotinus tin rằng toàn bộ vũ trụ được sắp xếp theo một cấu trúc có thứ bậc. Phần 20, thông tin chi tiết từ chương 19. Một khuyến khích là một hình thức khen thưởng mà tất cả các loài động vật hướng tới trong khi cố gắng tránh bất kỳ hình phạt nào. Khuyến khích là động lực cho con người cũng như động vật làm cơ sở cho các quyết định của họ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để lừa mọi người làm điều sai trái. Phần 21 Thông tin chi tiết từ chương 20. Một tất cả chúng sinh đều cần năng lượng để có thể thực hiện các chức năng hàng ngày. Theo thời gian, những loài này đã làm cho việc tiêu thụ năng lượng của chúng trở nên hiệu quả. Đối với con người, giảm thiểu năng lượng đầu ra là chìa khóa để tăng hiệu quả, nhưng nó cũng có thể cản trở bạn thực hiện những việc khó khăn. Phần 22. Phong cách của tác giả. Các mô hình tinh thần vĩ đại von hay được viết theo phong cách khoa học Mỗi chương giống như một bài nghiên cứu nhỏ, có phần mở đầu và kết thúc bằng phần kết luận. Saint-Paris sử dụng rất nhiều ví dụ để giúp hiểu các khái niệm dễ dàng hơn. Ông thường xuyên trích dẫn những bộ óc vĩ đại trong lịch sử. Anh ấy bao gồm một vài hình minh họa ở đầu các chương và một danh sách các tài liệu tham khảo ở cuối. Phần 23. Góc nhìn của tác giả. Saint-Paris là một nhà khoa học máy tính và từng là điệp viên người Canada. Sau khi nghỉ hưu, anh ấy bắt đầu viết blog có tên Phố Phát Nam như một bài tập để cải thiện bản thân, sau đó quyết định rằng anh ấy có thể sử dụng bài viết của mình để giúp độc giả nắm vững những gì người khác đã tìm ra. Điều này dẫn đến dự án Những mô hình trí tuệ vĩ đại, một loạt dự kiến gồm 4 tập nghiên cứu những ý tưởng vượt thời gian và áp dụng chúng vào cuộc sống thực. Phần 24, đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích Inside Son Sen Paris Esther Great Mental Modern Von 2 mua sách để tìm hiểu thêm